Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 8. Hãy cẩn thận, làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm và được vào nhận lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi để ban cho các ngươi. Hãy nhớ chọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Vậy Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Trong 40 năm này, áo sống ngươi không hư mòn, chân ngươi chẳng phù lên. Vậy khá nhận biết trong lòng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con mình vậy. Hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt tươi, có nhiều khe, suối, nước sâu phun lên trong trũng và trên núi. Xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây lựu, dầu olive và mật. Xứ đó, ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món chi. Đá xứ đó là sắt, và từ trong núi ngươi lấy đồng ra. Vậy ngươi sẽ ăn no nê và không khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì cớ xứ tốt tươi mà Ngài đã ban cho. Ngươi khá cẩn thận, e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng? Lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ chăng? Ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi ngang qua đồng vắng mênh mông gớm ghiếc này, đầy những rắn lửa, bọt cạp, đất khô khan chẳng có nước. Ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phun ra cho ngươi. Lại trong đồng vắng, Ngài ban cho ngươi ăn mana mà tổ phụ ngươi chưa hề biết, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, hầu về sau làm ơn cho ngươi. Vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp, để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Nếu ngươi quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà theo các thần khác, hầu việc và quỳ lại trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất. Các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Đức Giê-hô-va tuyệt diệt trước mặt các ngươi, bởi vì không nghe theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Chương 9. Hỡi Israel hãy nghe, ngày nay ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đanh đặng chiếm lấy các dân tộc lớn và mạnh hơn ngươi, những thành lớn và tường cao đến trời. Một dân to lớn và tác cao là con cháu Anakim mà ngươi đã biết và có nghe nói rằng ai sẽ đương địch nổi trước mặt con cháu Anak. Vậy ngày nay phải biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi trước ngươi như một đám lửa hừng, sẽ tiêu diệt và hạ xuống các dân này trước mặt ngươi. Ngươi sẽ đuổi ra và diệt chúng nó cách mau, y như Đức Giê-hô-va đã phán cùng ngươi. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã đuổi chúng nó khỏi trước mặt ngươi, chớ nói trong lòng rằng ấy vì cớ sự công bình tôi mà Đức Giê-hô-va khiến tôi vào nhận lấy xứ này. Thật là bởi gian ác của các dân tộc đó nên Đức Giê-hô-va mới đuổi chúng nó ra khỏi trước mặt ngươi. Ngươi vào nhận lấy xứ của các dân tộc ấy chẳng phải vì cớ sự công bình ngươi hay là lòng chính trực của ngươi đâu, nhưng vì cớ sự gian ác của chúng nó
nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đuổi chúng nó ra khỏi trước mặt ngươi, để làm cho ứng nghiệm lời hứa Ngài đã thề cùng các tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Gia-cốp. Vậy khá biết rằng chẳng phải vì cớ sự công bình ngươi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cho ngươi nhận lấy xứ tốt tươi này đâu, bởi ngươi vẫn là một dân cứng cổ. Hãy nhớ lại, chớ quên rằng trong đồng vắng ngươi đã chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Từ ngày ra khỏi xứ Ai Cập cho đến chốn này, ngươi thường phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Tại Hô-rép, các ngươi đã chọc giận Đức Giê-hô-va, nên Ngài nổi thịnh nộ toan diệt các ngươi. Khi ta đi lên núi đặng lãnh hai bản đá, tức là hai bản và sự giao ước mà Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi, ta ở trên núi 40 ngày và 40 đêm, không ăn bánh, chẳng uống nước. Và Đức Giê-hô-va trao cho ta hai bản đá bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra, có đủ những lời mà Đức Giê-hô-va từ giữa lửa tại trên núi có phán ra cùng các ngươi trong ngày nhóm hiệp. Sải khi 40 ngày và 40 đêm mãn rồi, Đức Giê-hô-va ban cho ta hai bản đá, tức là hai bản về sự giao ước. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hãy đứng dậy mau mau xuống khỏi đây, vì dân mà ngươi đem ra khỏi xứ Ai Cập đã tự bại hoại, vội bỏ đạo của ta đã truyền cho mà chế cho mình một tượng đúc. Đức Giê-hô-va lại phán cùng ta rằng, ta nhìn xem dân này, kìa là một dân cứng cổ. Hãy để mặt ta diệt chúng nó và xóa tên chúng nó khỏi dưới trời, rồi ta sẽ làm cho ngươi thành một dân tộc mạnh và lớn hơn dân ấy. Vậy ta bèn xây lại đi xuống núi, cả núi vẫn có lửa cháy. Hai tay ta cầm hai bản đá về sự giao ước. Bây giờ ta nhìn xem, kìa, các ngươi đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, rất vội bỏ đạo Ngài đã truyền cho mà làm cho mình một con bò con đúc. Ta bèn nắm hai bản đá liền ra khỏi tay, đập bể trước mặt các ngươi. Đoạn, vì cớ các ngươi làm dữ, phạm tội trọng trước mặt Đức Giê-hô-va, chọc cho Ngài giận, nên ta lại sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va trong 40 ngày và 40 đêm như lần trước, không ăn bánh và chẳng uống nước. Vì ta sợ cơn thạnh nộ và tức giận của Đức Giê-hô-va đã nổi phừng lên đặng diệt các ngươi. Nhưng Đức Giê-hô-va còn nhậm lời ta lần này nữa. Đức Giê-hô-va cũng nổi nóng phừng cùng A-rôn đến đổi muốn giết người. Song ta cũng cầu nguyện cho A-rôn trong lúc đó. Đoạn, ta lấy vật tội lỗi của các ngươi, tức là con bò con mà các ngươi đã làm, đem đốt trong lửa, đập bể ra từng miếng, nghiền cho đến đổi nó tan ra bụi, rồi đổ bụi ấy nơi khe ở trên núi chảy xuống. Các ngươi cũng có chọc giận Đức Giê-hô-va tại Tha-bê-ra, tại Ma-sa và tại Kíp-rốt-ha-tha-va. Khi Đức Giê-hô-va sai các ngươi đi từ Ca-đê-ba-nê-a có dặn rằng, hãy đi lên nhận lấy xứ ta ban cho các ngươi, thì các ngươi đã bội nghịch mạng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, không tin Ngài và không nghe theo tiếng Ngài. Từ ngày ta biết các ngươi cho đến bây giờ, các ngươi thường phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Vậy, vì cớ Đức Giê-hô-va có phán rằng Ngài toan diệt các ngươi, nên ta cứ sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va trong 40 ngày và 40 đêm, cầu khẩn Ngài mà rằng, Chúa Giê-hô-va ơi, xin chớ diệt dân sự của Chúa là cơ nghiệp của Chúa, mà Chúa đã lấy sự oai nghiêm Ngài chuộc lại và nhờ tay quyền năng rút ra khỏi xứ Ai Cập. Xin hãy nhớ đến những tôi tớ của Chúa là Abraham, Isaac và Gia-cốp. Chớ chấp sự cứng lòng, hung dữ và tội ác của dân này. E dân của xứ mà Chúa đã đem chúng tôi ra khỏi đó nói rằng, bởi vì Đức Giê-hô-va không thế đem dân ấy vào xứ Ngài đã hứa, và vì Ngài ghét chúng nó nên dẫn chúng nó ra khỏi xứ đặng giết đi trong đồng vắng. Song chúng vốn là dân sự và cơ nghiệp của Chúa, mà Chúa đã dùng quyền năng lớn và cánh tay giơ thẳng ra rút ra khỏi xứ Ai Cập. Chương 10. Trong lúc đó Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hãy đục hai bản đá như hai bản trước và hãy lên đến ta trên núi. Ngươi cũng phải đóng một cái hòm bằng cây. Ta sẽ viết trên hai bản này những lời đã có trên hai bản trước mà ngươi đã đập bể, rồi để hai bản này trong hòm. Vậy, ta đóng một cái hòm bằng cây si tim, đục hai bản đá y như hai bản trước, rồi đi lên trên núi cầm hai bản đó trong tay. Ngài viết trên hai bản này
lời Ngài đã viết lần trước, tức là 10 điều răn mà Đức Giê-hô-va từ giữa lửa tại trên núi có phán cùng các ngươi trong ngày nhóm hiệp, rồi Đức Giê-hô-va trao cho ta. Ta trở đi xuống núi, để hai bảng vào hòm mà ta đã đóng, và hai bảng ấy còn ở tại đó, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn ta vậy. Và dân Israel đi từ Beroth Bene-Yakan đến Mô-sê-ra. A-rôn qua đời và được chôn tại đó. Ê-lê-a-sa, con trai người, làm chức tế lễ thế cho người. Từ đó, dân Israel đi đến Gút-gô-đa, rồi từ Gút-gô-đa đến Dốt-ba-tha là xứ có nhiều sông rạch. Trong lúc ấy, Đức Giê-hô-va biệt chi phái Lê-vi riêng ra, đặng khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, chầu trực trước mặt Đức Giê-hô-va, phục sự Ngài và nhân danh Ngài chúc phước cho đến ngày nay. Bởi cớ đó, Lê-vi không phần, không nghiệp với anh em mình. Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của người, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời người đã phán cùng người. Vậy, ta ở trên núi trong 40 ngày và 40 đêm như lần đầu, và lần này Đức Giê-hô-va lại nhậm lời ta, bằng lòng không diệt ngươi. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hãy đứng dậy, đi đầu dân sự, đặng chúng nó vào nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ chúng nó để ban cho chúng nó. Vậy hỡi Israel, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? Há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, giữ các điều răn và luật lệ của Đức Giê-hô-va mà ta truyền cho ngươi ngày nay để ngươi được phước. Kìa, trời và các tầng trời cao hơn trời, đất và mọi vật ở nơi đất đều thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Chính Đức Giê-hô-va ưa đẹp các tổ phụ ngươi và yêu mến. Rồi trong muôn dân, Ngài đã chọn dòng dõi họ, tức là các ngươi, y như các ngươi thấy ngày nay. Vậy, hãy trừ sự ô uế của lòng mình đi, chớ cứng cổ nữa, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần và Chúa của các chúa, tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền năng và đáng sợ, không thiên vị ai, chẳng nhận của hối lộ, bào chữa công bình cho kẻ mồ côi và người quá bụa, thương người khách lạ, ban đồ ăn và áo sống cho người. Vậy, các ngươi phải thương người khách lạ, vì các ngươi đã làm khách trong xứ Ai Cập. Ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài, chiếu mến Ngài và chỉ danh Ngài mà thề. Ấy, chính Ngài là sự vinh quang ngươi và là Đức Chúa Trời ngươi, đấng đã làm những việc lớn lao và đáng kinh này mà mắt ngươi đã thấy. Khi tổ phụ ngươi xuống xứ Ai Cập, số có 70 người. Còn bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã làm cho ngươi nhiều bằng số sao trên trời vậy. Chương 3. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như dóc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần loè loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau dồi mình giường ấy, như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Rốt lại, hết thảy anh em phải đồng lòng, đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhượng. Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả, trái lại phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Và ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành thì phải giữ gìn miệng lưỡi,
đừng nói điều ác và lời gian dạo. Phải lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Vì mắt của Chúa đoái trông người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người. Nhưng mặt Chúa sắp lại, nghịch với kẻ làm ác. Ví bằng anh em sốt sắng làm lành thì có ai làm dữ lại cho anh em? Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí, nhưng hãy tôn Đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ dèm chê cách ăn ở lành của anh em trong Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành. Vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy. Và Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù, tức là kẻ bội nghịch thuở trước về thời kỳ Noe, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có 8 người. Phép báp têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em. Phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời bởi sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời. Các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài. Chương 4. Vậy vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp trụ. Vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi. Hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích. Một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc. Họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dật bậy bạ ấy, thì họ lấy làm lạ và dèm chê. Nhưng họ sẽ khai trình với Đấng đã sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Vì ấy bởi điều đó mà tin lành cũng đã giảng ra cho kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần hồn. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Vậy hãy khôn ngoan, tỉnh thức mà cầu nguyện. Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người này người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn nhằn. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục thì anh em có phước, vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lai việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Vì thời kỳ đã đến là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Và nếu khởi từ chúng ta thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Lại, nếu người công bình còn khó được rồi thì những kẻ nghịch đạo và có tội sẽ trở nên thế nào? Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng tạo hóa thành tín. Chương 5.
tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em. Tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng. Chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Khi đứng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo. Cũng khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn, đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Nguyện xin quyền phép về nơi Ngài đời đời vô cùng. Amen. Tôi cậy xin Văn là kẻ tôi coi như một người anh em trung tín, viết mấy chữ này đặng khuyên anh em và làm chứng với anh em rằng ấy là ơn thật của Đức Chúa Trời. Anh em phải đứng vững trong đó. Hội thánh của các người được chọn tại thành Babylon chào anh em. Con tôi là Mark cũng vậy. Anh em hãy lấy cái hôn yêu thương mà chào nhau. Nguyện xin sự bình an ở cùng hết thảy anh em trong Đấng Christ. Thi Thiên 43. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy đoán xét tôi và binh vực duyên cớ tôi đối cùng một dân vô đạo. Hãy giải cứu tôi khỏi người dối gạt chẳng công bình. Vì Đức Chúa Trời ơi, Chúa là sức lực tôi. Cớ sao Chúa đã từ bỏ tôi? Nhân sao tôi phải ở buồn thảm vì cớ kẻ thù nghịch hà hiếp tôi? Cầu Chúa phát ánh sáng và sự chân thật của Chúa ra, nó sẽ dẫn tôi, đưa tôi đến núi thánh và nơi ở của Chúa. Bây giờ tôi sẽ đi đến bàn thờ Đức Chúa Trời, tức đến cùng Đức Chúa Trời là sự rất vui mừng của tôi. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi sẽ lấy đờn cầm mà ngợi khen Chúa. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín,
mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.